Các vua nhì, chương 19. Ê-xê-chia tham khảo với Y-sai. Khi vua Ê-xê-chia nghe những lời đó, vua xé áo mình, mặc vải gai rồi đi vào đền thờ Chúa. Vua sai Ê-li-a-kim, quan tổng quản hoàng cung, Sếp-na, quan bí thư và những thầy tế lễ, trưởng thượng mặc vải gai mà đến gặp tiên tri Y-sa, con trai A-mốt. Họ nói với ông, vua Ê-xê-chia có nói như vậy: ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà không có sức để sanh ra. Có lẽ Chúa là Đức Chúa Trời của ông đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, là kẻ được vua Assyri chủ hắn sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Ước gì Chúa là Đức Chúa Trời của ông sẽ quả phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông hãy dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại. Khi các tôi tớ của vua Ê-xê-chia đến với Y-sa, tiên tri Y-sa nói với họ: hãy về nói với chủ các ngươi, Chúa phán như vậy: đừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua Assyri đã xúc phạm đến ta. Chính ta sẽ đặt một thần linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về xứ mình. Ta sẽ làm cho nó bị giết chết bằng gươm trong xứ của nó. Sanherib hăm dọa Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê rút về và thấy vua của Assyri đang tấn công Líp-na, thì ông có nhận được tin rằng vua của ông đã rời khỏi La-chi. Khi vua của Assyri nghe được tin báo về vua Tiệt-ha-ca của Ethiopia, kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại vua, thì vua sai các sứ giả đến nói với Ê-xê-chia rằng: hãy nói với Ê-xê-chia, vua của Giu-đa như vậy: chớ để Đức Chúa Trời của ngươi là đấng ngươi nhờ cậy lừa gạt ngươi, khi nói rằng Jerusalem sẽ không rơi vào tay vua Assyri đâu. Kìa, hãy xem những gì vua Assyri đã làm cho mọi nước tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? Những thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như dân Goyan, Garan, Rezef và dân Eden ở Telasa, có giải cứu được họ chăng? Vua của Hamat, vua của Akbat, vua của thành Sê-phạt-va-im, vua của Hena và vua của Iva bây giờ ở đâu? Ê-xê-chia cầu nguyện. Khi Ê-xê-chia nhận được thư từ tay các sứ giả thì đọc, rồi vua đi lên đền thờ Chúa và mở bức thư ấy ra trước mặt Chúa. Ê-xê-chia cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, đấng đang ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất, xin nghiêng tai và nghe. Chúa ơi, xin mở mắt và nhìn. Chúa ơi, xin nghe những lời của Sanherib đã gửi đến để nhục mạ Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy Chúa, thật sự là Sanherib, vua của Assyri, có hủy diệt các nước và xứ sở của họ, có ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người, chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt. Nhưng bây giờ, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất sẽ biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa ơi, bây giờ Y-sa, con trai A-mốt, gửi lời đến nói với vua Ê-xê-chia rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc vua Sanherib của Assyri. Đây là lời Chúa đã phán về hắn: trinh nữ ở Sion khinh dễ ngươi, nhạo báng ngươi. Sau lưng ngươi, con gái ở Jerusalem lắc đầu. Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai? Ngươi đã lên giọng và dương mắt kiêu căng với ai? Ngươi nghịch cùng đấng thánh của Israel ấy à? Ngươi đã dùng các sứ giả mà phỉ báng Chúa. Ngươi nói rằng với nhiều xe chiến mã: ta đã lên những đỉnh cao các núi, ta đã lên tận những nơi chót vót của núi Liban, ta đã đốn hạ những cây bán hương cao nhất và những cây tùng tốt nhất, ta đã vào tới giữa rừng sâu,
vào tận chốn rừng rộng thâm u. Ta đã đào giếng và uống nước nơi xứ lạ. Ta đã làm khô cạn các sông suối ở Ai Cập bằng gót bàn chân ta. Ngươi há không nghe rằng ta đã định từ lâu rồi sao? Những gì ta đã định từ thời thái cổ, giờ đây ta cho thực hiện. Đó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố thành những đống vụn hoang tàn. Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược, khiếp sợ và bối rối. Họ trở nên như cây cỏ ngoài đồng, như cỏ non mới mọc, như cỏ mọc trên mái nhà, héo khô trước khi chưa kịp lớn. Nhưng ta biết ngươi, ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống. Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào. Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận nghịch lại ta. Vì ngươi đã nổi giận nghịch lại ta, những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta sẽ xỏ vòng vào lỗ mũi ngươi, tra hàm thiết vào miệng ngươi. Ta sẽ bắt ngươi phải trở về trên con đường mà ngươi đã đi. Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi. Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc. Năm thứ hai, ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy. Năm thứ ba, ngươi sẽ gieo, gặt, trồng vườn nho và ăn trái. Những gì còn sót lại của Giu-đa sẽ đâm rễ và đơm bông kết trái. Vì từ Jerusalem những người sống sót sẽ tràn ra. Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng người thoát nạn. Lòng nhiệt thành của Chúa vạn quân sẽ làm như vậy. Vậy nên Chúa phán về vua của Assyri như vậy: nó sẽ không vào được thành này. Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành. Nó sẽ không núp sâu thuẫn khiên mà xông tới. Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành. Nó đã dùng đường nào để đi tới thì cũng sẽ dùng đường đó mà trở về. Nó sẽ không vào được thành này. Chúa phán vậy: vì ta sẽ bảo vệ thành và cứu thành này. Vì cớ ta và vì David tôi tớ ta, Sanherib thất bại và bị giết. Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của Chúa đi ra và giết chết 185.000 người trong trại quân Assyri. Đến sáng, người ta thức dậy và chỉ thấy toàn là xác chết. Vua Sanherib của Assyri rút lui về và ở tại Ninive. Khi vua đang quỳ lạy trước thần của mình trong đền thờ của Nisroch, thì hai con trai của vua là Adramelech và Sharesse dùng gươm đâm vua chết, rồi bỏ trốn sang xứ Ararat. Con trai vua là Esarhaddon lên ngôi kế vị. Các vua nhì, chương 20. Ê-xê-chia bị bệnh. Trong những ngày ấy, Ê-xê-chia bị bệnh và gần chết. Tiên tri Isa, con trai Amốt, đến thăm vua và nói: Chúa phán rằng, hãy sắp đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời. Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bệnh này đâu. Nhưng Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa, con cầu khẩn ngài, xin nhớ đến con. Thể nào con đã bước đi cách trung tín và hết lòng trước mặt ngài, và con đã làm những gì đẹp lòng ngài. Rồi Ê-xê-chia khóc lóc thảm thiết. Khi tiên tri Isa ra đi, chưa tới giữa sân thì có lời của Chúa đến với ông: hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân ta rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của David, tổ phụ ngươi phán rằng: ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, ta có thấy nước mắt ngươi, quả thật ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba, ngươi sẽ đi lên đền thờ Chúa được. Ta sẽ cho ngươi sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua Assyri. Ta sẽ bảo vệ thành này vì cớ David và vì David tôi tớ ta. Rồi tiên tri Isa bảo: hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng trái vả. Hãy đắp nó lên chỗ ung độc thì vua sẽ được lành. Ê-xê-chia nói với tiên tri Isa: nhờ dấu hiệu nào mà ta biết rằng Chúa sẽ chữa lành ta, và ngày thứ ba ta có thể đi lên đền thờ Chúa được? Tiên tri Isa đáp: đây là dấu hiệu của Chúa ban cho vua, rằng Chúa sẽ làm điều ngài đã hứa.
Vua muốn thấy mặt trời ngã tới thêm 10 độ hay ngã lui đi 10 độ. Ê-xê-chia đáp, bóng ngã tới thêm 10 độ là chuyện thường. Vậy xin hãy cho bóng ngã lui đi 10 độ. Tiên tri Isa kêu cầu với Chúa và Ngài khiến bóng mặt trời chiếu trên các bậc thang vua A-chan đã xây ngã lui đi 10 độ. Tiếp sứ giả từ Babylon. Khi ấy, vua Mesodac Baladan, con trai của Baladan ở Babylon, có sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Ê-xê-chia. Vì vua có nghe Ê-xê-chia bị bệnh. Sau khi Ê-xê-chia nghe các sứ giả tâu xong, thì dẫn họ đi xem tất cả các kho tàng của mình. Nào bạc, nào vàng, nào các hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì chất chứa trong các kho tàng của vua. Chẳng có vật gì trong cung điện hoặc trong vương quốc mình mà vua Ê-xê-chia không cho họ xem. Bấy giờ, tiên tri Isa đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi, những người ấy nói gì và họ từ đâu đến vậy? Ê-xê-chia đáp, họ đến từ một nước rất xa ở tận xứ Babylon. Tiên tri nói, họ đã xem thấy những gì trong cung điện của vua. Ê-xê-chia đáp, họ đã xem thấy tất cả những gì trong cung điện ta. Chẳng có vật gì trong các kho tàng của ta mà ta không chỉ cho họ. Bấy giờ, tiên tri Isa nói với vua Ê-xê-chia, xin vua hãy nghe lời của Chúa. Trong những ngày đến, khi tất cả những gì có trong cung điện của vua và tất cả những gì tổ tiên của vua đã tích trữ cho đến ngày nay sẽ bị mang qua Babylon, chẳng còn vật chi chừa lại. Chúa phán vậy, một số con cái của vua do chính vua sinh ra cũng sẽ bị bắt đi. Chúng sẽ trở thành những hoạn quan trong cung điện của vua Babylon. Ê-xê-chia bèn nói với tiên tri Isa, lời của Chúa do ông truyền quả là tốt vậy. Vì vua nghĩ, không sao, miễn là trong đời ta có hòa bình và an ninh là được rồi. Vua Ê-xê-chia băng hà. Những việc khác của vua Ê-xê-chia, tất cả quyền thế của vua, thể nào vua xây hồ nước, làm ống dẫn nước và dẫn nước vào kinh thành, há không được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? Ê-xê-chia an giấc với các tổ phụ mình và Na-ma-xê, con trai vua, lên ngôi kế vị. Các vua nhì, chương 21, Ma-na-xê trị vì Giu-đa. Ma-na-xê được 12 tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì 55 năm tại Jerusalem. Thân mẫu vua là bà Hép-si-ba. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa theo những cách gớm ghiếc của các dân mà Chúa đã đuổi đi trước mặt dân Israel, vì vua cho xây lại các tế đàn trên những nơi cao mà Ê-xê-chia đã phá hủy. Vua cho dựng tượng thần Ba-anh làm một trụ thờ nữ thần A-sê-ra, giống như vua An-háp của Israel đã làm. Vua thờ lạy tất cả các thần linh trên không trung và phụng thờ chúng. Vua xây thêm nhiều bàn thờ trong đền thờ Chúa, là nơi Chúa đã phán rằng, tại Jerusalem ta sẽ đặt danh ta ở đó. Vua xây cất bàn thờ cho các thần linh trên không trung, trong hai sân của đền thờ Chúa. Vua thiêu dâng con trai mình trong lửa. Vua thực hành phép phù thủy và bói khoan. Vua cậy vào đồng bóng và thầy bói. Vua làm nhiều điều tội lỗi trước mặt Chúa chọc giận Ngài. Vua tạc tượng nữ thần Asera rồi đem để trong đền thờ, là nơi Chúa đã bảo David và con trai người là Salomon rằng, trong đền thờ này và trong Jerusalem là nơi ta đã chọn trong các chi tộc Israel để đặt danh ta ngự đời đời, nếu họ cẩn thận làm theo tất cả những gì ta đã truyền cho họ và vâng theo tất cả kinh luật mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho họ, thì ta sẽ không để cho chân của các dân Israel phải lang thang ra khỏi xứ mà ta đã ban cho tổ phụ họ nữa đâu. Nhưng họ không chịu nghe. Ma-na-xê đã dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ phạm nhiều tội lỗi hơn tất cả các nước mà Chúa đã hủy diệt trước mặt dân Israel.
Chúa đã dùng các tôi tớ Ngài là các tiên tri phán dạy họ. Bởi vì vua Manasse đã làm những việc gớm ghiếc này, vua đã làm những việc gian tà hơn tất cả người Amorit đã làm trước vua. Vua đã gây cho Israel phạm tội thờ các hình tượng của vua làm ra. Vậy nên Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta sẽ giáng những tai vạ xuống trên Jerusalem và Juda, đến nỗi ai nghe đến sẽ lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Jerusalem thước dây đã đo Samari và sẽ dùng dây dọi đã áp dụng cho nhà Ahab. Ta sẽ chùi sạch Jerusalem như người ta chùi một cái dĩa, chùi sạch nó rồi úp nó xuống. Ta sẽ vứt bỏ những gì còn sót lại của di sản ta, mà phó chúng vào tay những kẻ thù của chúng. Chúng sẽ trở thành một miếng mồi, một chiến lợi phẩm cho những kẻ thù của chúng. Bởi vì chúng đã làm những việc tội lỗi trước mặt ta, chọc cho ta giận, kể từ khi tổ tiên chúng ra khỏi Ai Cập và mãi cho đến ngày nay. Ngoài ra, Manasse còn làm đổ máu nhiều người vô tội, cho đến khi vua làm ngập Jerusalem với máu vô tội từ đầu này đến đầu kia. Ngoài những tội vua đã làm để gây cho Juda phạm tội, khiến cho họ làm những điều tội lỗi trước mặt Chúa, những việc khác của Manasse, tất cả những việc vua làm, những tội lỗi vua phạm, há không được chép trong sách sử ký của các vua Juda sao? Manasse ăn giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn trong vườn ngự uyển ở hoàng cung, tức trong vườn Usa. Amon, con trai vua, lên ngôi kế vị. Amon trị vì Juda. Amon được 22 tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì được 2 năm tại Jerusalem. Thân mẫu vua là bà Mesulemet, con gái của Harut, cháu của Yoba. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như Manasse, cha vua đã làm. Vua đi theo mọi đường lối mà cha vua đã đi, phục vụ các thần tượng mà cha vua đã phục vụ và vua thờ phượng chúng. Vua lìa bỏ Chúa là Đức Chúa Trời của tổ tiên vua và không đi theo các đường lối Chúa. Các tôi tớ của Amon lập mưu phản nghịch vua và hạ sát vua ngay trong cung điện. Nhân dân trong xứ xử tử tất cả những người đã lập mưu và giết vua Amon. Rồi dân trong xứ lập Josiah, con trai vua, lên ngôi kế vị. Tất cả những việc khác của vua Amon làm, há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Juda sao? Vua được chôn trong mộ của mình, trong vườn Usa. Rồi Josiah, con trai vua, lên ngôi kế vị. Các vua nhì, chương 22. Josiah trị vì Juda. Josiah được 8 tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì 31 năm tại Jerusalem. Thân mẫu vua là bà Jedida, con gái của Adaya, cháu của Bô-két. Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa và bước đi trong mọi đường lối của tổ phụ vua là David. Vua chẳng xây qua bên phải hay bên trái. Hình kia tìm được sách kinh luật. Vào năm thứ 18 triều vua Josiah, vua sai Sa-phan, con trai Asalia, cháu của Mesulam, là quan bí thư của vua đến đền thờ của Chúa và dặn rằng: Hãy đi gặp thầy thượng tế hình kia và nói với ông ta: Hãy đếm tất cả số tiền mà những người giữ cửa đã thâu nhận của dân khi họ vào đền thờ Chúa. Hãy trao số tiền đó cho những người có trách nhiệm bảo trì đền thờ Chúa để họ sửa sang đền thờ. Đó là những thợ mộc, thợ xây cất và thợ nề, để họ mua gỗ, mua đá đã đẽo sẵn mà tu bổ đền thờ lại. Nhưng không nên bắt họ phải khai báo về số tiền đã giao vào tay họ, vì họ làm việc rất chân thật. Thầy thượng tế hình kia nói với Sa-phan quan bí thư rằng: Tôi có tìm được cuốn sách kinh luật trong đền thờ Chúa. Đoạn hình kia trao cuốn sách đó cho Sa-phan. Ông ta lấy đọc. Sau đó Sa-phan quan bí thư đến gặp vua và tâu: Bầy tôi của vua có đến lấy tất cả số tiền có trong đền thờ và giao cho những người có trách nhiệm sửa sang đền thờ Chúa rồi. Sa-phan quan bí thư tâu tiếp
Thầy thượng tế hình kia có trao cho tôi một cuốn sách, rồi Sa-phan đọc lớn tiếng cho vua nghe. Khi vua nghe xong những lời trong sách kinh luật thì vua xé áo mình, rồi vua truyền cho thầy thượng tế hình kia, cho Ahikam con trai Sa-phan, cho Akbo con trai Mikaya, cho Sa-phan quan bí thư và cho Asaya đầy tớ của vua mà rằng: hãy đi cầu vấn Chúa cho ta, cho dân chúng, cho cả Giu-đa theo những lời trong sách mới tìm được, vì cơn thịnh nộ của Chúa đang nhen lên nghịch lại chúng ta thật lớn thay. Bởi vì tổ tiên chúng ta đã không vâng theo những lời trong sách này mà làm theo những điều đã viết cho chúng ta. Vậy thầy thượng tế hình kia Ahikam, Akbo, Sa-phan và Asaya đi gặp nữ tiên tri Hân-đa, vợ của Sa-lum, con trai Ti-va, cháu của Hạc-ha. Sa-lum là người giữ áo lễ. Nữ tiên tri Hân-đa ngủ ở Jerusalem trong quận nhì. Họ đến tham khảo ý kiến của bà. Bà nói với họ: Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: hãy về nói với người đã sai các ông đến gặp tôi như vậy. Chúa phán: ta chắc chắn sẽ giáng tai họa trên nơi này và trên dân cư của nó, y theo những lời trong sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì họ đã lìa bỏ ta mà dâng tế lễ cho các thần khác, họ đã chọc giận ta bằng công việc của bàn tay họ. Vậy nên cơn thịnh nộ của ta đã nhen lên nghịch lại chốn này, và nó sẽ không bị dập tắt được. Còn về vua của Giu-đa là người đã sai các ông đi cầu vấn Chúa, hãy nói với người ấy rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: về những lời mà ngươi đã nghe, thì vì lòng ngươi đã ăn năn và ngươi biết hạ mình xuống trước mặt Chúa, khi ngươi nghe ta nói nghịch lại chốn này, nghịch lại dân này, rằng chúng sẽ bị hoang vu và sẽ thành nơi nguyền rủa. Nhưng vì ngươi đã xé áo mình và khóc lóc trước mặt ta, ta đã nghe ngươi, Chúa phán như vậy. Vậy nên ta sẽ cho ngươi được về với các tổ phụ ngươi. Ngươi sẽ được an giấc bình an trong mộ. Mắt ngươi sẽ không thấy những tai họa mà ta sẽ giáng xuống trên chốn này. Họ về tâu lại cho vua sứ điệp ấy.